Xin chào tất cả anh em thấy gì chưa? Bồ câu gà Mỹ nhá. Cái này là mình chiều theo ý kiến của một số anh em thôi. Tại vì ở trên YouTube của mình thì mình có làm một cái video về bồ câu gà Mỹ. Thì cái thời lượng của nó cũng rất là ngắn thôi. Nhưng mà nhiều anh em gọi điện cho mình, bình luận ở bên dưới là làm tiếp clip nữa đi anh. Làm tiếp clip về bồ câu gà Mỹ đi. Thì hôm nay anh em thấy gì chưa? Những cặp bồ câu gà Mỹ trông trông đã chưa anh em? Màu lông của nó rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Riêng mình thì mình thích cái màu nâu đỏ này anh em này, nhìn nó rất đẹp luôn. Ở chỗ cái cườm của nó, khi mà nó đến cái độ tuổi mà nó mình nuôi được khoảng 1-2 năm thì nó có một cái người ta hay gọi là lông máu đấy. Cái chỗ đấy nó rất là đẹp luôn anh em ạ. Anh em có thể chiêm ngưỡng những cái cặp bồ câu này, mình thấy thích lắm. Cái loại bồ câu gà Mỹ này thì cái trọng lượng của nó thì nó cũng lớn hơn bồ câu Thái rất là nhiều anh em ạ. Anh em có thể thấy là có những cặp bây giờ nó vào đẻ rồi này. Thì bồ câu gà Mỹ này nó có cái gì khác so với cái bồ câu Thái thì bây giờ mình nói luôn. Thực ra bồ câu Mỹ này á, thì những cái anh em nào mà muốn nuôi, thứ nhất là nuôi cảnh ở nhà á, thì nó cũng đẹp. Thứ hai á, là về cái nhiều anh em khi mà có những cái nhà mà muốn anh em mà muốn ăn cái loại bồ câu nó to á, thì anh em lựa chọn loại bồ câu gà Mỹ này. Con của nó rất to luôn anh em. Ví dụ là gia đình mình có khoảng 2-3 người gì đấy thì mình cuối tuần chẳng hạn mình nấu cháo bồ câu thì nó có lợi đấy. Anh em có thể thấy là con chim bồ câu này nhìn thấy to chưa? Rất là to luôn. Cái này là mới được có khoảng chục ngày thôi anh em ạ. Anh em có thể thấy là nhìn nó to kinh hoàng chưa? Đây là bồ câu gà Mỹ anh em ạ. Nay thì mình làm clip cho anh em để thưởng lãm cái loại bồ câu này. Tại vì mình nhiều anh em cứ gọi điện hỏi cho mình là làm bồ câu gà Mỹ đi anh, làm bồ câu gà Mỹ đi. Thì mình nhiều khi là mình cũng bận quá nên nhiều mình cũng không làm được clip cho anh em. Thì anh em xem clip này anh em thấy kích thích chưa? Bồ câu con này, bồ câu bố mẹ này, nhìn những cặp bồ câu này anh em thấy cực kỳ là thích luôn. Với anh em cũng lưu ý nhá, cái loại bồ câu này thì nó xuất xứ từ ở bên Mỹ đấy, nhưng mà khi mà mang về Việt Nam nuôi ấy, thì cái trọng lượng của nó thì nó không đạt như ở bên Mỹ đâu anh em ạ. Nhiều khi nó cũng xấp xỉ khoảng 1 ký thôi, trên dưới 1 ký thôi. Khi mà anh em nuôi nó trưởng thành, nuôi lớn hẳn đấy thì nó trọng lượng thế thôi. Thế nhiều anh em cứ hỏi mình là nuôi bồ câu gà mua một cặp thì trọng lượng nó như thế nào. Nhiều khi anh em cái con bồ câu này anh em nuôi khoảng khi mà nó đạt trọng lượng full của nó thì nó là mới tầm khoảng 1 ký. Nhưng mà khi anh em mua giống thì làm gì mà anh em bắt con to làm cái gì? Con to thường thường là những con rất dài anh em ạ. Đây là cặp bồ câu giống đấy anh em này. Thì nuôi bồ câu gà Mỹ này thường người ta nuôi cái loại mà có hai loại, đó là bán công nghiệp và công nghiệp. Có loại công nghiệp thì anh em nuôi thấy một trên lồng này thì có hai con này thì người ta gọi là cái nuôi theo kiểu công nghiệp. Còn nuôi theo kiểu bán công nghiệp có nghĩa là mình thả quần thể anh em, mình cho nó đi dưới đất luôn được, tại vì nó to như gà mà. Thì anh em cái chuồng của anh em càng to thì cái độ di chuyển của coi cái những cặp bồ câu này thì nó thoải mái. Nhưng mà cũng có nhiều anh em cũng ở những cái khu đô thị hoặc là thành phố gì đấy thì nó không có diện tích thì anh em phải nuôi cái lồng kiểu công nghiệp này thôi, thì nó cũng khá là gọn gàng. Đây là cặp bồ câu này là 6 tháng rồi anh em ạ. Đây là cái con kia là đang đẻ rồi đấy. Đấy thì anh em có thể lựa chọn cho mình, thứ nhất là cái màu lông này, rồi cái độ tuổi của nó này, cũng như là những cái cặp nào bồ câu chuẩn bị đẻ nào, rồi cái cặp bồ câu nào đẻ rồi. Về cái độ khung anh em thì anh em khi mà anh em quan sát kỹ thì nó thấy là có những con có khung, bộ khung rất là đẹp. Anh em có thể thấy cái cặp này của mình này, cặp bố mẹ này, khung rất là đẹp, và những con bồ câu ra ràng rất là to này anh em này. Đấy, bồ câu con đấy, còn cặp bồ câu bố mẹ này thấy giống rất là đẹp anh em ạ. Đây là màu nâu đỏ anh em này. Anh em có thể thấy quan sát kỹ ở cái cườm của nó này, thấy đã chưa? Đây
đúng nghĩa là bồ câu siêu to khổng lồ luôn. Trên thị trường hiện nay thì bồ câu gà Mỹ này nó về trọng lượng thì nó là ok nhất rồi. Nhưng mà nó nhiều anh em khi mà nuôi thì anh em vẫn thấy thích nuôi loại bồ câu này, nhưng mà anh em nuôi số lượng ít thì ok. Còn những anh em nào mà nuôi công nghiệp thì anh em nuôi bồ câu Thái. Tại vì khi mà cái loại bồ câu gà Mỹ này thì anh em nuôi chơi, nuôi số lượng ít thì được thôi. Còn nuôi nhiều thì hầu như cũng ít người nuôi anh em ạ. Những người mà đam mê về giống chim các thứ thì họ lựa chọn cái này. Còn đa số nuôi công nghiệp bán để phục vụ thì anh em lựa chọn bồ câu Thái. Tại vì bồ câu Thái nó đẻ rất là sai. Cái này thì đẻ thưa hơn anh em ạ. Nhưng mà mình nhìn bồ câu gà Mỹ mình vẫn thấy thích luôn. Mình thấy đã lắm. À vâng, xin chào tất cả anh em. Thì vừa rồi thì anh em có thể thấy là những cặp bồ câu gà nói chung là nó cũng hết sức là đẹp đúng không anh em? Thì lúc nãy thì mình cũng chia sẻ cho anh em là cái loại bồ câu gà thì nó có những cái ưu điểm thế nào mà người ta lại thích. Thì anh em cũng có những cái thông tin cơ bản rồi. À, loại cái bồ câu gà thứ nhất là cái trọng lượng của nó rất là to. Với những cái người mà họ nuôi cái số lượng ít ấy, hoặc là những cái hộ chăn nuôi gia đình ở những cái thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở những cái khu đô thị ấy, thường thường người ta thích nuôi bồ câu gà. Đây là mình lấy ví dụ luôn là ở trên sân thượng anh em. Thì ví dụ là anh em có thể làm một cái lồng to hoặc là một cái lồng theo kiểu như là công nghiệp đấy, như nãy mình có nói ấy, thì anh em có thể thả bồ câu gà trong đó luôn. Thì nó có một cái khi mà anh em làm một cái lồng ở trên sân thượng như vậy hoặc là cái lồng to lồng nuôi mà thả quần thể thì nó có một cái độ bay nhảy. Cái lồng to thì cái kích cỡ con bồ câu gà anh em thấy nó rất rất là to và nặng. Một con của nó thì tầm khoảng khi mà anh em nuôi mà đối với những người mà nuôi tốt đó, thì nó đạt trọng lượng cả ký cơ. Thì mọi người cũng có thể nghĩ đơn giản là một con là 1 ký rồi, thì nó bay nhảy ở trong một cái lồng mà nó quá kích thước quá nhỏ đi, thường thường nó cũng không có thích. Nên là những anh em nào mà nuôi loại bồ câu gà mà muốn nuôi ấy, thì có thể làm một cái chuồng to để anh em mình nuôi nó thoải mái. Còn về trọng lượng của con bồ câu ra ràng đấy thì tầm khoảng là 35 ngày, 35 ngày anh em nhé, là mình đã có thể làm thịt nó được rồi. Thì tùy cách anh em chế biến nào thôi, có thể nấu cháo hoặc là bồ câu quay hoặc là gì đấy, tùy anh em cái món mà anh em thích ăn. Nhưng mà cái bồ câu con của nó rất là to anh em nhé. Bồ câu gà có một đặc điểm như vậy đấy. Thứ nhất đó là trông nó rất là đẹp, to như gà mà. Thứ hai là bồ câu ra ràng của nó cũng rất là tuyệt vời luôn. Thường thường như là những cái hộ gia đình mà có những ông chồng mà hay thích nhậu nhẹt ấy, thường họ nuôi mua khoảng 4 đến 5 cặp, hoặc là những ai mà giàu giàu một tí là họ mua khoảng 10 cặp luôn. Thì họ cứ tới tháng là nó đẻ, anh em thử nghĩ là một cặp đẻ 2 quả thì nở hết, thì anh em nghĩ là có dư sức mà đãi anh em họ hàng hoặc là bạn nhậu rồi đấy. Thì những cái người mà họ nuôi bồ gà là họ thích như vậy. Nhưng mà nhân tiện đây thì mình cũng chia sẻ một chút đối với anh em luôn, đó là ở trại của mình nhé, thì mình cũng chuyên bồ câu Thái. Nhưng mà ở trại mình cũng có một số bồ câu có thể cung cấp cho anh em, hoặc là những anh em nào mà thấy thích thú thì vẫn có thể liên hệ đối với trên kênh Nông Dân Làm Giàu này. Thì mình cũng để lại cái số điện thoại rồi cũng như là những cái địa chỉ cơ bản liên lạc đối với mình, thì anh em vẫn có thể liên lạc với mình được. Thì mình cũng sẵn sàng gọi là trao đổi với anh em gọi điện thì nhiều khi mình bận quá mình không nghe được, đó là mình chia sẻ thật lòng luôn. Tại vì nhiều anh em bình luận ở trên đó là gọi điện không bao giờ thấy bắt máy, tại vì nhiều khi là mình cũng đi làm á, tại vì ngoài cái việc là cung cấp giống bồ câu cho anh em nuôi thì mình cũng có một số công việc khác cũng khá là bận luôn. Nên nhiều khi anh em nào mà gọi thì mình cũng không có trả lời được. Và riêng về cái phần mà trả lời bình luận của anh em trên YouTube á, thì khi mà hết ngày á, thì thường như là buổi tối á, khuya,
thì mình mới vào cái kênh rồi mình trả lời hết tất cả là những cái bình luận của mọi người luôn, rồi những em nào mà thấy thích thú hoặc là như gì đó thì mình cảm ơn anh em đã ủng hộ những cái clip của mình làm. Tại vì mình làm clip từ đầu đến giờ là khoảng 60 clip rồi. Thường thường như là những anh em khác rất là thích thú luôn. Nhưng mà cũng có một số anh em khác mình không hiểu là sao là cứ cứ vô kênh của mình rồi để lại một số những cái thông tin hoặc là số điện thoại của trại của họ đấy, thì nhằm cái mục đích gì đấy thì mình không tiện nói đây. Nhưng mà đối với những anh em nào mà thật sự mà yêu mến kênh của mình hoặc là muốn trao đổi học hỏi với trại của mình thì mình luôn sẵn sàng. Còn đối với những cái mục đích khác mà comment ở trong khi cái những cái video của mình thì mình cũng sẽ xem xét là mình sẽ lọc bớt những cái bình luận như thế. Còn mình cũng rất là cảm ơn anh em luôn thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Thì trước đó thì mình cũng đã chia sẻ với anh em đó là mình làm tất cả những cái clip này thực ra là vì đam mê của mình thôi. Mình rất thích làm YouTube, mình đăng lên trên đó là để chia sẻ thông tin với anh em. Mình có một kênh, anh em có thể hiểu đơn giản đó là như một cái kênh truyền hình vậy. Mình ở trên đó mình có thể làm tất cả mọi thứ của mình không bị giới hạn bởi thời lượng hoặc là những cái mục đích khác, như vậy là những cái kênh khác là phục vụ cho mục đích gì đấy thì mình không quan tâm. Nhưng mà kênh của mình là mục đích là phục vụ sự đam mê cũng như là muốn giao lưu đối với những anh em ở trại mình, là có những cái bí quyết chăn nuôi nào thì mình cũng sẵn sàng đăng lên đó cho các anh em theo dõi. Mà ở trại mình riêng mình thì mình đâu có giấu giếm gì đâu, thì cái kênh của mình là như vậy. Nhưng mà khi anh em xem clip của mình mà cảm thấy là những cái clip của mình mà hay á, hay là những cái clip mà nó mang lại những cái thông tin bổ ích cũng như là anh em bình luận yêu cầu mình làm clip gì thì mình hầu như là từ trước giờ luôn là mình cũng vẫn làm theo những cái yêu cầu của số đông anh em muốn làm clip. Thì anh em có thể ủng hộ mình bằng cái cách đơn giản thôi, đó là like cái video mà anh em thấy thích hoặc là đăng ký cái kênh Nông Dân Làm Giàu của mình để ủng hộ đội ngũ ekip làm video này. Tại vì làm một cái video anh em nhiều khi mình thấy cái lượng like và cái lượng đăng ký kênh ít quá thì nhiều khi mình cũng thấy cảm thấy rất là buồn luôn. Nên là anh em nào mà cảm thấy hứng thú thì có thể ủng hộ kênh của mình. Sắp tới thì mình cũng tính làm thêm một số cái clip á, cái gì anh em có thể bình luận ở ngay bên dưới luôn. Ví dụ là mình cũng đang có một cái ý tưởng là làm một cái chuyên mục ở trong cái kênh của mình Nông Dân Làm Giàu luôn, đó là chuyên mục về ẩm thực anh em ạ. Anh em nếu mà anh em cảm thấy hứng thú á thì anh em vui lòng bình luận ở bên dưới cho mình luôn. Nếu mà mình cảm thấy anh em mà hứng thú có cái mục mà ẩm thực như vậy thì mình sẽ làm một chuyên mục hẳn hoi cho anh em luôn. Và mình chuyên làm về bồ câu anh em nhé. Tất cả những cái món ăn bồ câu hoặc là những cái món ngon về thịt rừng gì thịt heo rừng hoặc là những cái món ăn độc đáo mà mang lại những cái thứ nhất là cái độ dinh dưỡng và cái độ thực phẩm sạch đấy, thì anh em nếu mà muốn mình làm clip đó thì mình cũng sẵn sàng làm cho anh em luôn. Đây là hôm nay mình cũng thăm dò ý kiến của anh em. Anh em muốn cái kênh của mình thay đổi diện mạo như thế nào thì anh em có thể bình luận ở bên dưới. Tại vì cái kênh của mình hiện tại bây giờ đó là cái kênh Nông Dân Làm Giàu, cái mục tiêu của mình đó là truyền đạt đi cái kiến thức của mình cho những anh em khác, những anh em muốn làm giàu. Nhưng bên cạnh đó thì mình cũng vẫn muốn có những cái chuyên mục khác. Thì hôm nay là mình đề cập đến mục ẩm thực và sau đó thì mình sẽ đề cập một số những cái chuyên mục khác. Anh em nếu mà hứng thú thì có gì ủng hộ mình trong cái chuyên mục này nhé. Và riêng về cái phần YouTube á, thì mình sẽ luôn cải tiến cũng như là lắng nghe ý kiến của anh em để làm sao có những cái video thật hay hơn nữa. Còn riêng về cái phần Facebook của anh em thì mình cũng có một cái kênh đó là Nông Dân Làm Giàu luôn. Anh em search Facebook thì nó ra ra liền luôn đấy. Thì kênh mình thì nó cũng khá là nổi, anh em có thể lên nó theo dõi thêm những thông tin. Và ngoài ra thì mình cũng để phục vụ cho cái nhu cầu ăn uống cũng như là
cung cấp cái bồ câu thịt, bồ câu thương phẩm đấy, thì mình cũng lập luôn một kênh Facebook đó là Na Cha Food anh em ạ, Na Cha Food nhé. À, mình có để cái logo trước đó vài lần nên anh em có thể search cái từ khóa Na Cha Food, có gì anh em vô đó rồi like page của mình với, hoặc là ủng hộ cái page đó của mình, cũng như là mình có những cái chương trình về cung cấp thực phẩm như thế nào thì anh em có thể lên đó ủng hộ mình. Thì hôm nay thì mình cũng mượn cái những cái hình ảnh của bồ câu gà đấy, thì mình cũng xin một nửa thời lượng của nó để có gì chia sẻ những cái thông tin cho anh em, và mình cũng rất hy vọng là anh em sẽ ủng hộ kênh của mình. Thì hôm nay thì mình cũng xin dừng clip ở đây anh em nhé, thì hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo. Xin chào mọi người.